máy xài điện 110 nha. Rồi bây giờ đánh số vào đây này. Chỉ này cho vào đây. Bắt vào đây. Kim lên cao rồi lắp vô cái này, nó vô đúng khớp, đây đúng khớp này, nhớ theo cách. Rồi bây giờ ở trên này mình mở ra, mình đi vô đây số 1 nè, rồi vô đây nè, số 2 nè, chân vịt nè, mình nâng chân vịt lên ha. Chân vịt có, nó có hai nấc, mình muốn nâng nấc 1, nấc 2, có hai nấc. Đây, mình nâng hết hai nấc lên rồi mình xỏ chỉ nhé. Vô đây. Rồi đây, vô cái lưỡi gà bên này nè. Kéo nè. Đó, để cho chỉ nó đánh được cái râu tôm ha. Cho một khoan. Xỏ một cò. Cho một phèn luôn đó, cái theo hình này đến đây, đến đây là mình để mình nè, xoay vô để cho nó đi vô cái theo cái hình xoắn ốc, rồi vô cái phèn, rồi xỏ kim từ trước ra sau. Giờ hạ chân vịt xuống nè, cầm kéo chỉ không đi là mình sợ đúng rồi nhé, kéo chỉ đi là mình sợ sai. Rồi xong rồi xoay vô lăng vô người mình, tay trái giữ chặt sợi chỉ, tay phải xoay vô lăng, bằng xoay vô lăng mọi người. Lôi sợi chỉ dưới lên, có chỉ trên với chỉ dưới cho hết ra đằng sau. Đây là manual ha, manual là cái đường may, đường may. Rồi khi nào mình muốn may mình cứ để vô đạp máy. Đây là manual là đường may. Đây là chỉnh độ căng chỉ, lỏng chặt sợi chỉ. Đây là chỉnh độ thưa nhặt, độ dài ngắn của đường may. Đây là đường may, còn đây là những cái bờ của vít dắt. Đi lúa đi, em đi Tiền Giang là nó chỉnh lột em cái là em về em mua 10 triệu hả? Không, đếm đi. Đợi xíu. Đếm là còn mai. Tiền với chứ rồi. Đây lại mũi, mai tới. Lại mũi. Ha. Rồi. Muốn giúp dắt thì vặn qua đây giúp dắt nè. Rồi nó mai giúp dắt.